Dạ vâng. Lời nói đầu tiên kính chào tất cả mọi người, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe trong buổi tối, gia đình bình an mạnh khỏe nha. Hôm nay Thanh vừa nhận một cuộc gọi từ một người khán giả coi kênh của Thanh và chia sẻ rằng điều khá là bí ẩn, khá là bí mật đấy, từ cố nghệ sĩ Phi Nhung giấu kín cho tới tận bây giờ. Cố nghệ sĩ Phi Nhung giấu kín những mọi chuyện đều cho tới tận bây giờ thì lời nói từ mọi người biết từ ai không ạ? Từ một vị, cái này là vị quản lý của cái nhà hàng Bua Chay chi nhánh quận 1 đó, có chia sẻ lại rằng không biết chị này xin phép được giấu tên, tại vì chị này đã gọi điện cho Thanh, số điện thoại Thanh hay để góc á, ở góc video, xong rồi chị này không biết là sao chị gọi điện cho Thanh, chị nói chị kể về Hồ Văn Cường, những cái lùm xùm của Hồ Văn Cường mà khá là mình khá là sốc, thì không biết thực hư như thế nào. Thì lát ngay sau đây Thanh mở mọi người các đoạn ghi âm đó cho mọi người xem cái cuộc gọi điện thoại nghe khá là sốc. Thanh không biết cái điều này như thế nào, thì mọi người coi xong rồi mọi người coi cho cảm nhận nha. Mọi người nghe cái đoạn ghi âm về sau đây mọi người sẽ cảm nhận cái vấn đề Hồ Văn Cường như thế nào. Mình chưa biết là như mọi người ý kiến như thế nào, thì mọi người comment bên dưới nha để Thanh nắm được cái tình hình, để xem mọi người nói những điều gì. Thanh nghe được cái đoạn này từ quản lý nhà hàng của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Mọi người khi mà dịch á, không chị này chỉ nói rằng là không có kinh doanh gì hết, nên là ở nhà chung với lại Hồ Văn Cường, nên là nắm được cái những điều này đó, thì ta sẽ gửi mọi người nghe nha, mọi người lắng nghe nha, để có cái nhìn khách quan và đa chiều nhất. Dạ vâng. Alo, chào anh nha. Thì mình tiết lộ này nè, mình chia sẻ với các bạn và mọi người nha, anh có thể ghi âm mọi người cho khán giả anh coi nha. Thì tình hình là mình khá là ghét thằng Hồ Văn Cường rồi. Thằng Hồ Văn Cường nó, mọi người biết không, thằng này nó lười lắm. Ở nhà nó ba mẹ với nó cãi nhau xùm, ba mẹ nó cãi nhau, ba mẹ nó xùm làm luôn. Rồi còn cái có nghệ sĩ Phi Nhung nha, nghệ sĩ Phi Nhung qua về nhà nó ngồi trên nhà, nó ngồi nó chơi game, nó ngồi tới giờ ăn nó không thèm xuống đó. Rồi tới giờ ăn không thèm xuống, rồi nhà chơi game, rồi chửi ba mẹ nhắc nó xuống ăn cơm, nó chửi như chó luôn. Rồi ngay cái vấn đề mà nó ra nhà hàng nó làm, nó rửa được mấy đôi chén xong rồi kể mọi người nghe, này mắc cười lắm nè, này nó mất dạy lắm. Phi Nhung nhịn nó lo cho ba mẹ nó, chị nó lo cho hết luôn, mà nó mất dạy bố láo. Cụ thể là Phi Nhung giấu cho nó nhiều thứ lắm, mà như kể cho mọi người nghe nha. Thầy ở tại nhà hàng á, nó Hồ Văn Cường nó qua nó rửa chén, xong rồi nó Phi Nhung nói nó cái gì đó không có chửi nó luôn, xong rồi nó vùng vằng nó đi chơi có bồ gì đó, xong rồi nó đập ly đập chén gì đó tùm lum la ở nhà hàng. Mà không tin mọi người tới nhà hàng Bua Hoa Chay mọi người coi đó. Hồ Văn Cường nó mất chạy lắm nha, tôi nói cho mấy anh biết nha, mấy khán giả biết luôn nha, khán giả đừng bao giờ tin thằng Hồ Văn Cường cũng như là ba mẹ nó. Ấy em ba mẹ nó, cô Thu thì ok, còn ông già của ông Cường là mất dạy lắm. Ông già ông Cường đi đánh đề, đi chơi bài đánh đề tùm lum la, mà đi hàng xóm rồi đi thiếu thuốc, xong rồi đi mua thuốc ăn cơm tiệm không ăn, rồi đi ăn ngoài mua ngoài mua kia, rồi tiền lương có 6-7 triệu à, mà làm biếng lười tàn là offline nghỉ, mà không bao giờ ngồi trong xe mấy đâu, tàn đi ỉ có con là ca sĩ, xong rồi đi làm mình kia. Chỉ có bà Thu thôi, chứ bà Thu là bà siêng năng, chăm chỉ làm việc. Bà Thu là kiểu bà biết trên biết dưới, bà còn biết chị Phi Nhung biết ơn này nọ. Gia đình này mất dạy lắm. Rồi chuyện khu mà còn Hồ Văn Cường á, Hồ Văn Cường ba mẹ nó nói mấy câu, nó chửi luôn, chửi ba mẹ nó, chửi Phi Nhung, chửi ba mẹ luôn đó. Mà anh coi coi nó mất dạy không đó. Đó, anh thấy tôi coi kênh của anh á, xong rồi tôi thấy thích, xong rồi tôi vô tôi gọi cho anh, thấy để số điện thoại Zalo á, tôi gọi cho anh, tôi cung cấp cho thông tin cho anh. Cái này là Phi Nhung, mẹ Phi Nhung giấu đó, mẹ Phi Nhung giấu cho mấy đứa, xong rồi mà bà Phi Nhung á, trước khi chết á, bà đi đi nháy á, bà đi vợ bệnh viện á, xong rồi thằng Cường nó có đời nào nó ghé nó thăm mẹ nó không, nó không hề hỏi thăm gánh gỗ gì hết. Mình là mình quản lý cái nhà hàng này, từ lúc nhà hàng này dịch đóng cửa là mình luôn luôn chăm lo cho Phi Nhung
Đúng đúng, chăm cho lo cho Phi Nhung, mất không thể nào thấy nó luôn, nó dễ lắm. Còn cái em mới đây nè, nó kiếm khăn tan nó dục vô mặt quản lý giám phạm á, nó dài lắm, nó lấy tiền xong rồi nó đưa nó khăn tan này nọ thóc nhang này gọi ok, nó dục luôn, nó dục khăn tan đục ngày nọ luôn đó. Rồi nó chửi con Thiên Ngân, rồi chửi thằng Đức Hiếu luôn. Con nó mất dạy không, ở trong nhà, ở nhà tôi nắm hết, không tin hỏi qua hỏi hàng xóm ở gần nhà của Hồ Văn Cường ơi, nhà riêng của cố nghệ sĩ Phi Nhung ơi đó. Mình là mình không có bị chuyện đặt đều nha, mọi người lên ép xe nên ép xe của Phi Nhung đi, mọi người thấy hiện tại là Phi Nhung yếu lắm. FC của Ngộ Văn Cường là nó khá là đông rồi, giờ nó khá là đông rồi. Ông Ngộ Văn Cường giờ FC của Phi Nhung không ai mà bên vực Phi Nhung nổi, tại vì FC của Văn Cường nó mất thằng rất là nhiều thằng mất dạy đó. Rồi còn cái chuyện này nữa, có chuyện mà con chị của nó đi ăn đi nhậu quá là ghê luôn. Lúc mà phỏng vấn báo tụi trẻ đó là bị đặt ở nhà trọ này kia, nhà chồng thế này thế kia, nghiêm túc nghèo khó chăm lo cho các em. Thực ra không phải, con chị nó là cái con nghiện ngập, lúc nào xin tiền mua thuốc của nghệ sĩ Phi Nhung, của Phi Nhung á. Rồi Phi Nhung bao lần cho tiền đi cải tạo, cho tiền đi làm này làm kia, nhưng mà tới lúc mất lúc chết không hề tới thăm Phi Nhung luôn. Mọi người thấy không, thấy mất dạy không? Con chị nó giờ hai cha con bà mẹ nó ở liên, ba nó ở dưới quận 10 á, mẹ nó thì nó ở chung với mẹ nó, bà Thu á, bà Thu ở với Hồ Văn Cường ở trong cái chung cư của Bình Thạnh nè đó. Thấy mọi người thấy mất dạy không, canh tan của mẹ nó chịu ơn mấy năm rồi, vậy mà nó kêu nó lấy nick này nick kia nó vô trang của nó, lấy trang FC của nó, FC bảo vệ nó dụ người ta, giờ nó đông lên đông lắm rồi. Nó lấy cái tính ảo tên là Hà My á, anh biết không, anh Thanh biết không mà đó. Nó xong rồi là Hà My xong rồi nó lấy nó tạo ra, xong rồi nó mắng vốn mẹ, nó về chị nên mắng vốn mẹ Phi Nhung, nó mất dạy không đó. Rồi bà chị nó Phi Nhung cưu mang mấy lần rồi, đi bắt ra rồi bảo trợ ra rồi đó, bảo trợ ra gọi là khi mà tối đêm đi bán vé số xong rồi lấy đồ này ngồi kia người ta ăn cắp tặc cho mọi người đó. Phi Nhung giấu, Phi Nhung không có kể cho mọi người nghe, giữ thể diện với cho gia đình nó mà nói vậy đó. Đi chơi game trên lầu, xuống chơi game không bao giờ xuống, ngồi trên lầu ăn uống rồi quần vai vùng vằng quậy mấy đứa em luôn, mấy đứa em nhỏ nhỏ anh hiếp mấy đứa quýnh đó, mấy anh coi sao đó chứ, mấy anh phải làm việc lên án mọi người, khán giả đừng có bị nó Hồ Văn Cường nó lừa đúng không. Không tin á, mọi người hỏi thằng mấy thằng bạn, mấy thằng bạn của Hồ Văn Cường á đó. Mấy thằng bạn Hồ Văn Cường là mấy thằng tinh tế nhất, thằng Cường là cái thằng rất là cọc mất dạy, ngay cả ba mẹ nó chết mất rồi nó còn không chăm lo được cái gì hết, im tới giờ luôn, đưa nó qua thanh tàng nó đi cúng đi thắp nhang cho mẹ nó quăng luôn. Người thấy mất dạy không đó, nó quăng cái khăn tang, nó quăng rầm trước mặt thằng Diễm Phạm á. Thằng Diễm Phạm nó kể tôi hoài gì. Rồi bên con Trang Khang nữa, con Trang Khang nó tuy mất dạy, nó mất dạy lắm, nhưng mà con Trang Khang nó xử lý được thằng Cường. Thằng Cường nó biết sợ con Trang Khang. Tôi là tôi nắm hết, tại lúc mà dịch á, cái quán nhà hàng chay á, tôi đâu có làm đâu, tôi đâu có quản lý đâu, tôi ở nhà chung với nhà Phi Nhung luôn mà. Tôi nắm, tôi biết hết, thấy anh cái kênh của anh ok, cái kênh của anh nó uy tín thì tôi gọi cho tôi mắng vốn, là tôi chia sẻ tất cả mọi người luôn. Thì mọi người có thể tin, mọi người không có thể không tin, tùy mọi người, nhưng mà tôi kể vậy đó. Phi Nhung giấu, Phi Nhung gọi là thương con quá mà, đứa nào không thương người cưng chiều quá nó hư hết. Riết rồi tôi không tin đứa nào á. Riết là giờ chỉ có Phi Nhung thiệt thòi, giờ fan của Phi Nhung quá ủng hộ Ngộ Văn Cường hết rồi. Bà Phương Hằng nữa, bà Phương Hằng chó đẻ nữa đó. Mọi người coi nha, mọi người suy nghĩ lại về thằng Hồ Văn Cường nha. Tôi không nói kêu mọi người. Vâng, thì mọi người coi chưa ạ? Mọi người thấy bức xúc không ạ? Đó, thì được biết là fan của nghe thông báo trên mạng là mấy người ạ. Thằng này theo dõi cái drama này mà thằng biết rõ năm rõ. Nghe đâu hồi fan của Hồ Văn Cường ấy, nhiều hơn fan của mẹ mình rất là nhiều rồi. Fan của Hồ Văn Cường, FC của Hồ Văn Cường đông, số lượng fan, số lượng người theo dõi Hồ Văn Cường đông tới gấp hơn
gấp gần gấp đôi mẹ Phi Nhung rồi đó. Thì mọi người không biết nghĩ sao về vấn đề này thì mọi người để ý kiến khách quan ở bên dưới nha. Thân là chỉ là đưa tin cũng như là người ta cung cấp thông tin, Thân sẽ đưa cho mọi người coi. Để mọi người xem cảm giác như thế nào thì mọi người để bình luận bên dưới nha. Để chúng ta có nhìn khách quan nhất, để chúng ta không đổ oan cho ai hết. Thì bác sĩ cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Mọi người đừng quên để lại đăng ký kênh bên dưới nha. Ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo cái vụ lùm xùm này. Bác sĩ cảm ơn tất cả mọi người.